Alo. Trời. Đậu đây nè anh Thanh. Đậu bên bên đó. Alo. Alo. Cái Everest khách khách thành công nó coi khách chịu bán rồi, nhưng mà vướng cả là xe đó cả tỷ bạc mà bây giờ nó mới vô được đâu 2 ngày mà giờ mua có xe không ta? Chủ thì kêu không đâm đụng. Từ đó ra bên mấy tiếng. Về chắc về Sài Gòn quá. Nó gần Sài Gòn hơn đúng không? Chị ăn thì bây giờ cọc 10 triệu rồi giờ cho người... À đúng rồi, vậy thôi cọc đi rồi. Anh hướng dẫn nó đi, viết giấy cọc 10 20 triệu gì đó. Rồi cho mình ra. À, cam kết không đâm đụng. Ừ, cọc 20 nữa. Không, không, đậu đây được rồi. Không đậu đây được mấy. Ừ. Mớt cái này xíu thôi. Cái này hôm bữa về đi cũng tàu. Không, không tránh được cái đường. Cái gì đó mấy đứa cháu nó nghịch lắm. Yeah. Cái đường của anh là em nói em vô là em biết là cái xe anh nó chạy xước rồi. Cái đường đó gần như là bán rồi mua xe vậy anh? Hả? Anh bán mua xe vậy? Có cái hộp. Cái này anh mua từ mới luôn đúng không anh? Ừ. Nè lót rin nè. Lót bằng rin theo xe. Bằng rin mà. Mà chạy xước hơi nhiều, tút hơi nhiều. Dạ. 20 mấy ngàn không anh? 24 ngàn á. Nhưng mà như anh bị anh nặng hay sao anh ngồi nó bị xẹp bên đây ta? Đó. Anh nặng hay sao nó 20 mấy ngàn mà nó xẹp bên đây mới vậy? Anh đâu có nặng đâu, anh như vậy ngồi đây. Anh ngồi chắc chèo một bên đó. Anh bảo dưỡng hãng hết không anh? Hả? Anh bảo dưỡng hãng hết không? Những cái bảo dưỡng đó một lần hai lần gì đó mà. Sau là ra ngồi làm hả? Có làm gì đâu. Thầy nhớt thay đồ á. À. Thầy nhớt anh hay thầy nhớt. Anh thầy nhớt thì thầy ở bên ngoài. Dạ. Cái cô đây mà mới tin. Ủa anh bỏ cái lá gì vậy anh? Hả? Anh bỏ cái lá gì vậy? Mà bỏ cái lá dứa vào để cho nó khỏi hôi mà. Tại vì đi xuống dưới quê để chở mít chở ấy em nhưng mà Tưởng bỏ mấy cái lá dứa để cho khỏi hôi. Dạ. Tưởng cái lá thuốc lá gì chứ. Không. Nhìn hết. Đọc đi. Toyota thì nó bền rồi, đi mua Toyota thì nó làm tính. Không có gì mà. Giấy tờ anh để đâu vậy anh? Để đây, giấy tờ để em. Thôi giờ nay về dọn lại. Sao kỳ ta, 20 mấy ngàn sao nhìn cái nồi thấp nó xuống vậy ta?
cũng tùy theo người xài đúng không anh chị. Có cái xe mà 20 ngàn của em nó mới lắm, mới tinh, như cái xe em đang đi 20 ngàn nó mới tinh luôn. Đây là cái xe của ta. À, còn điện thoại Bluetooth này. Mấy ngàn rồi thắt cái xe xe quá rồi. Ờ. Tôi nào như. Ờ. Alo. Ờ. Ờ chắc có biết. Có. Ừ. Ừ. Đâu được, phải chính chủ. À. Rồi vậy thì anh phải mình cọc tiền rồi anh làm xong chui thì tôi bệnh vô đây mình đi giải ngân cho. Chứ phải có chủ xe mới lấy được, chứ không có chủ xe không lấy được đâu. Không khó đâu. Ừ, xử lý. À. Ok. Đúng rồi. Ok ok ok. Kỳ ta. Có nhiều người, nó cũng có nhiều trường hợp anh em, nó có nhiều trường hợp là họ đi họ không giữ, nhưng mà thường thường 20 ngàn nó mới lắm nha. Sao kỳ ta, này giống như 40-50 ngàn á. Nhưng mà Toyota thì nó cỡ tầm chắc xe này mà giá hơn 400 là vẫn mua được, nói chung là vẫn mua được, vẫn bán cho anh chị nào chạy kinh doanh dịch vụ vẫn được. Nhưng mà em nghĩ là nó không có. Bây giờ mình nói với ảnh thì cũng không có nói được. Tại vì anh chủ xe mà giờ có. Nó nhìn nhận bằng mắt của mình, bằng cảm giác của mình thôi, chứ còn đâu có cơ sở để khẳng định của người ta đâu. Nó mua bán nên nó hơi khó vậy. Nên là không lỗi, không đâm, không đụng. Xe này không lỗi, không đâm, không đụng. Nhưng mà km thì hơi nghi ngờ thôi, cũng không biết chính xác. Nhưng mà đẹp, nói chung là chất xe đẹp. Nói chung là chất xe là đẹp so với giá tiền thôi, chứ không phải đẹp so với km anh em nha. Xe Tòng mua chắc chắn là Tòng sẽ mua, nhưng mà Tòng bán cũng nói rõ luôn là nó sẽ đẹp so với cái đời xe này, cái chất lượng này. Cái chất lượng này giống như cái chất lượng của 40-50 ngàn, giống như cái xe 40-50 ngàn ha. Cái xe mà 70-80 ngàn thì nó xuống hơn chắc chắn điều 70-80 ngàn, hoặc là anh đi anh không có giữ đúng đồng hồ, nhưng mà anh không có giữ ha. Nên là cái ghế nó xuống cảnh xẹp, là cái chất nó, cái độ tươi á, cái độ tươi của nó phải đồng đều hết, là từ nội thất nè, rồi cái vô lăng cần số, rồi tiếp theo bên ngoài heo dầu thắng đĩa, heo dầu nó cũng xuống màu, nó cũng chì. Máy thì tất nhiên cái máy xe này cả 100 ngàn cây nó cũng không xuống, mà được cái giá nó rẻ, giá xe rẻ, anh bạn cũng rẻ, nói chung tiền nào của nó. Đưa coi có khoan đục không vậy.
Cái này anh mua từ mới luôn hả anh? Hay anh có mua lại qua ai không? Không, cái này là đứa em anh nó mua rồi xong rồi nó bán cho anh. À. Ừ. Nhưng mà mới không à, mới. Em sợ là em anh nó có xử lý đồng hồ lại không, chứ cái xe mà hai mấy ngàn em không. Không, không. Em đừng có ấy làm gì mà ấy, anh mua từ gặp anh chỉ có chạy trên tàu thôi. Anh không xử lý, em sợ em anh không. Không, đứa em gái của anh. À. Em hiểu không? Dạ. Chứ làm gì đồng hồ tụi em trong nghề tụi em biết. Anh nói thật với em á, ở nhà anh đi xa nhất là chỉ có đi xuống tàu thôi. Ừ. Ừ. Là không chạy vòng vòng đây bởi vậy cái hả? 4-5 năm. Hôm nay chụp, hôm nay chụp ngàn. Hôm nay mà anh nó không bằng người ta chạy chán. Về là em phải sơn tút là hai bên đó anh, nó chạy. Nó dột quá. Nó dột anh. Thế là chạy nhiều đúng không? Phục vụ không bị. Hả? Phụ cũng bị. Nhưng mà đi không rửa không giữ á. Dạ, hoặc là rửa mà để nước á, để nước nó ngấm vô mà kiểm ngồi luôn á. Xịt. Ừ. Chết đi em. À, chị đi chọn xe mới hả? Đúng rồi, chị mua xe mới hả? Xe gì chị? Chị lấy xe gì có liền mà, ba cái xe bữa nay chị lên là chị bốc thôi chứ chị có... xe này đầy. Xe bữa nay nó còn rẻ hơn năm ngoái nhiều. Chị mua mới thời điểm này là tốt á. Chị nói thiệt nha, xe chị chủ yếu làm kiểm luôn á. Em nhìn xem biết là nó tính nổi bằng cái gì ta. Bây giờ họ cái con ốc mà mấy cái gì dính hay cái gì đúng. Tháng 11, 2018 nè. Nó không tìm, nó bọn là anh bọn là mua bọn thôi từ hôm bữa năm 2019 đến bây giờ. Nó khổ. Đó, em anh nó chạy đi vòng vòng nữa hả, chút em xíu xong nó. Em biết thôi, vậy để em hiểu thì chiếc xe này rồi, con thân. Không, làm sao nó biết thôi, nhưng mà hả, bà đứa em. Nhưng mà ý nó thông tin là 4-5 năm nay mà xe có 2-3 ngàn. Không phải là không tin. Không tin, nhưng em sợ cái người trước á, tại vì không có. Em cũng đi một cái Vios màu trắng nè. Chị nói em nghe nha, cái người trước nó còn khổ hơn cái người chị nữa. Nó một mình nó thôi, nó mua để nói chung là nó làm bộ mặt làm ăn thôi. Nó còn ý ác hơn chị nữa, còn ngày chị dính đi Vũng Tàu thôi. Chị em đi lần nay chị còn không đi nữa. Đi xa nhất là về Vũng Tàu mà. Thì đa phần là mua xe hơi để đi xa, chứ đi gần đây thấy cái chợ là em thấy quả rồi đó. Nó chung chung là như thế, nhưng mà bây giờ chị nghĩ là thôi, bây giờ con nó lớn, chị hay về Vũng Tàu, đồ nó nhiều. Chị muốn xe lên đổi cái xe. Xe gì? Chị lấy xe gì? Giờ nói chung là trong đầu đây nè, nói chung là cho con nó chọn, chị không quan tâm. Chọn chị xe gì? Chị tiền thôi. Sướng nghĩ mà còn gì nữa. Anh đang mua xe Túc Sơn hoặc là xe ấy mà Santa Fe đi, nó đang giảm đó. Santa Fe bên đây nó giảm rồi. 100 triệu á chị. Là còn bao nhiêu, có bản nhiêu tỷ? 1 tỷ mốt mấy chục rồi, có bản 1 tỷ 2 mấy chục. Chứ từ Túc Sơn nó đâu có giảm nữa, nhiều đâu. Anh mua Santa Fe nó giảm hay hơn. Hoặc là anh mua cái thằng Toyota cũng được. Ford Everest có đẹp có được không? Đẹp, Forest thì bự quá, chị đi cái xe đó nó bự quá. Đi vô nhà mình chơi này. Nhà mình đi xa nhất là đi Vũng Tàu, đi lên xuống á. Nhà chị là tại vì do quê bà đi đó. Quê bà ai đi Vũng Tàu, sinh mộc á. Chứ chị nói thẳng em, chị đi lên tới trên đi hoài, chị đi xe máy hay cầm cha nó cho nó mau đi ra đi vào cho nó dễ. Vậy thì chị mua cái Santa Fe á, nó gầm nó không có cao lắm. Mà nó cũng là một cái xe 7 chỗ rộng rãi, đi nó sướng. Còn cái Everest là dành cho cái đường nào địa hình hoặc là người nào đi nó quá tổng trọng, nó to lắm. Cái này mua em về mà ai mà xài người ta thích nó, tôi biết sao nhà chị cái bánh còn chưa biết nó ra cái màu đỏ hay màu đen trong nó đó rồi em chưa được. Em nghe đây xe của ảnh ngày xưa chở hàng đúng không, kỷ niệm đúng không? Vẫn chở luôn hả? Tưởng là bây giờ là đóng cái lồng kính rồi bỏ lên rồi là giống như cái thời cơ cực của mình rồi. Cái lúc cơ cực cái này chị bắt cháy 4 chiếc liền rồi. Cháy nhà hả? Ừ, nhà chị cháy nhà mà. Hỏi anh coi cháy 4 chiếc xe liền. Cái này đời đến năm thứ 6 rồi. Còn cái đời cũ nữa nó còn gớm hơn nữa hả? Đúng rồi, hồi đó anh cái xe đỏ. Là chiếc xe đen đen mà gửi từ mà bắt qua đây. Cái xe 9336 hay sao á? Cháy luôn hả? Cháy 4 chiếc liền mà em. Cháy bị cháy 4 chiếc xe. Không, xe đây nhớ là cất làm kỷ niệm để sau này nhớ. Cái kia nó cháy mẹ rồi, cái nào?
Cháy nó không lụm cái xác nó về hả? Một chiếc DD đỏ nè, một chiếc rim nè, một chiếc cái này là chiếc rim lùm đen ha, ba một chiếc city nữa, bốn cái liền. Chở hàng ở chợ đây chứ anh bỏ hết ở chợ đây luôn á. Chứ anh bán cái còn dạo công ty á. Bán ở ngoài khu công nghiệp á. Khu công nghiệp bữa nay người ta cũng cũng dẹp hết rồi. Nhưng mà trong khu công nghiệp 1 này mới đây là người ta rời đi hết rồi, chuẩn bị xây trung tâm hành chính ở đây mà. Mà đây chị định mua xe là người ta dịch vụ nè, chứ giờ đi bán gì nữa. Xưa hai chồng anh cày ăn lắm, một ngày chạy xe anh ta bán mấy mấy 20 thùng nước ngọt bán lẻ. Rồi còn các thứ. Có được ngày hôm nay đâu phải dễ. Đúng rồi, đó là mồ hôi không đó, mười mấy năm rồi đó. 20 năm luôn rồi chứ, mười mấy năm gì nữa. Mười mấy năm mà. Chở bằng cái chị một chiếc ảnh chiếc chứ. Khiếp hả? Hồi đó đằng này là đi học 5 giờ, 5 rưỡi sáng không đó. Rồi phải đi chở nó đi học rồi bắt đầu nó đi bán. Trước này bà đi làm cho bảo vệ. Cho tiền chú bảo vệ, cô giáo không có tiền mà bảo vệ phải có tiền hàng tháng đó. Để gửi đằng này. Nó chưa ăn gì rồi phải cho chồng nó đó rồi để cô lên 6 rưỡi. Chứ nó đi học 5 rưỡi luôn rồi. Thời đó mình làm á thì mình phải chịu vậy thôi. Này là cái võng này em tưởng là cái để mà bỏ cái xe kỷ niệm chứ. Mà nhớt nó chảy rồi. Nhìn kỹ lại là cái võng. Cái võng ở trên kia kìa nó. Mình tưởng là ảnh đóng cái khung ảnh bỏ cái xe vô ảnh trưng bày mình nữa. Xe anh mà chân anh bị mình đi qua lại. Đúng rồi. Nhưng mà anh không được rửa, anh cứ để vậy nè, để. Xe là xe Trung Quốc là ly phân à. Còn mấy cái xe mấy con xe kia hả, anh nói cho em nghe hả, nhớt nó bám đầy vô trong như chứ. Mấy cái xe mà nó bị cháy hư rồi là nhớt nó bám đầy vô trong đó. Ê nghe lái xe của bạn này đó. Lấy con tết từng rửa sạch sẽ rồi chứ còn xe chỉ hai chân trống luôn. Giống như ở trên Gia Lai em là mấy người ở chợ gỗ họ hàng thêm. Xe thấy xe này mới thấy có tiền, thấy vô mà thấy xe mới tinh thì đâu có tiền đâu. Có tiền đâu em. Bởi vì nó một lần mà leo lên cái xe này chị thấy tốt tiền thế mẹ luôn. Có cái tiết tiền xe đó ra là chị thấy chị có tiền rồi đó. Giống như em có 5 cái cửa hàng Honda. Em đi em kiểm tra cửa hàng, đi qua quan sát cửa hàng. Cái cửa hàng nào mà cái nền gạch nó cũ á, nó bạc màu á là mình mừng. Cái cửa hàng mà vô cứ mấy năm rồi mình xây, mấy năm rồi mà sao nó còn mới tinh vậy là mình đã mình thấy buồn. Không có ai, không có khách gì. Phải tới đi chứ rồi bạn gạch là bán được nhiều xe. Mòn gạch luôn, bạc ra luôn rồi đó mình thấy mình. Em là ở Sài Gòn hả? Em ở Gia Lai. Không có, ý là bây giờ. Dạ dạ cửa hàng em ở Sài Gòn. Em bán cả xe máy này luôn hả? Không, ở Sài Gòn em bán ô tô thôi. Còn Gia Lai với Quy Nhơn là em bán xe máy. Vậy tài sản em giờ này cũng nghèo lắm đi. Của em đâu bè mà chứ. Em vậy là có em được có cái bề phóng nó vững chắc quá, em phóng nó nhanh thôi chứ. Nhanh hơn người ta thôi chứ. Nghèo giống em cũng khó đó. Em chịu khó em phóng. Không thì nói vậy chứ mình phải chịu khó chứ mình mà ý lại là cũng núi cũng lỡ. Là không có không biết nhưng mà mình còn sức khỏe rồi còn làm. Dạ. Khi nào mình không cho phép mình làm được. Hoặc là điều kiện không làm được nữa thì mình làm cái khác thôi. Mình làm không phải là vì rồi, tiền một phần. Chị đi ô tô chứ thế nào chị nói sao đâu rồi, cái giỏ mày đâu rồi. Vừa làm vừa mình có nhiều người họ vẫn cứ thích vẫn làm không phải vì tiền mà vì cái một cái gì đó. Thì giống như em là cũng vì được xã hội công nhận là thứ nhất nè, thứ hai nữa là cũng vì anh em ở dưới của mình nữa. Đúng rồi. Vì cái doanh nghiệp mình nữa. Chứ còn nhiều lúc bây giờ em nghĩ em ngưng lại thì em vẫn xài, em chơi, em cứ lấy tiền lãi thôi em xài thôi chứ. Còn bao nhiêu anh em? Còn mới có mấy người mà chưa gì hết là mới có bán đâu được có một xíu là rồi bắt đầu lo nghĩ đến việc chơi rồi việc ăn rồi. Chị bán nước xong rồi thằng kia bà Linh mới bán gì đam mê chứ bán gì. Đam mê tao không biết mày, cái thùng nước này tao nuôi cả gia đình nhà tao ngày rồi đó. Sáng sớm tao đi là đủ tiền nhà con tao, không tiền học rồi. Nó vậy chứ làm, không làm là không chịu được chị, cái nếp làm nó quen rồi. Giống như giờ mình Tết mấy bữa là mình thấy khó chịu trong người rồi. Chị
chơi thì có chơi đó, nhưng mà mình không có thiếu thốn, nhưng mà mấy ngày mình nghĩ là mình thấy là cũng đã khó chịu rồi, phải làm cái niềm vui anh. Em trên Breaku luôn hả? Dạ. Anh lên đó chưa? Anh lên rồi. Nhà anh có không? Em anh ở trên đó, nhà nó ở ngay chỗ khách sạn Chia Xay nhé. À, Chia Xanh hả? Chia Xanh ở trên salon em một xíu. Ừ, đó, nhà em anh nó ở ngay chỗ đó. Dạ. Chia Xanh thì trên em một xíu đó. Ừ. Cái này thì bây giờ là nếu mà lấy á, thì chắc cũng không có ký được khi nào bán cho ai rồi ký cho người ta thôi, chứ mình không. Đúng rồi. Thật ra thì ở đây thì em chị tụi anh thì dạ là... cứ anh em chị em mình tin nhau là chính thôi. Nhà anh không có. Dạ em nghe rồi. Em nghe đó là từ đầu là xe nhà anh đi thì có chạy về ngoại. Anh điện cho anh đây xin giùm em cái thông tin đấy. Cái thông tin cần cái gì, bên dịch vụ họ cần cái gì á? Thì nói chị nhờ anh đây cho em cái giống như cái căn cước hoặc là cái giấy tờ gì để thì mình hỏi bên nhân viên bên cái chỗ bảo thử là cần cái gì để làm dịch vụ cái vụ này nè. Ví dụ như em kiếm được đầu ra rồi em gọi lên rồi dạ. Cho anh chị lên ký rồi dạ. Cho ta luôn. Dạ. Dễ đó, đơn giản, còn lòng tin với nhau chứ giờ mình nếu bây giờ sao chứ. Vậy thôi, bây giờ chị em mình thống nhất, em lên tới đây rồi thì cái quan trọng cái duyên nhau thôi, em hỗ trợ cái pháp lý cái giấy tờ cho chị, nhưng mà chị em mình bảo đảm với nhau cả là có gì rồi. Nếu mà em phải điền đi một cái giấy cam kết. Dạ dạ. Cho nó yên tâm. Đúng không? Mình cứ giấy tờ đi một cái cam kết, em sẽ hỗ trợ em. Ký giấy bán để người ta họ sang tên, chứ cái này là ủy quyền không được nữa rồi. Dạ. Đúng rồi đó. Chị biết. Luôn mà. Rồi vậy thôi, chốt đi, chốt với ảnh là 405. Rồi chụp ra rồi viết cho mình cái giấy khi nào mình bán ai rồi ký với bán, cái này chỉ rút hồ sơ thôi. Vậy anh Thanh ở lại làm nha, em đi về trước đã, ở lại làm rồi chuyển cho chị đúng không? Chuyển tiền cho chị hay cho anh? Chuyển tiền cho anh. Chị là vô sản. Đúng rồi. Không có tiền. Có hai đứa con rồi. Có hai đứa con rồi cần nhiều tiền. Để thôi em về nha. Cảm ơn anh chị. Em về luôn nha. Em về nha. Có gì thì là đồ may mắn mà. Dạ dạ. Chị muốn xin này chị làm bán đường lắm đó. Dạ. Dạ dạ. Anh về nha. Anh cảm ơn nha. Gì đó không anh? Rồi thôi về. Đi chợ ở đây hả? Mua ở đây nấu luôn hả? Được không? Được chứ đó. Đồ đây cũng tươi mà. Cứ đồ tươi được ăn cá thôi chứ anh không thích ăn thịt đâu. Cá thì thôi, cá rau. Ai mua video đó thì em kiếm nhẹ 20 tiền thôi nha. 425 triệu nha anh chị, em mua 42 rồi đó. Chi phí rút hồ sơ này nọ nữa kiếm mười mấy thôi chứ 25 đâu. Rút hồ sơ mình chịu hết, giấy tờ mình chịu hết, khách có chịu gì đâu. Cái xe đó thì em bán cho anh chị 28G đó, 425. Lỡ xuống đây mua chị tưởng chị bớt, cuối cùng không bớt. Xe nó cũng tương đối thôi nha, nó không có xuất sắc đâu anh chị, nó không đâm đụng ông kia thôi. Ra được không? Được. Nó vướng cái xe Ford này, không vướng cái xe Ford dễ ra nè. Qua trước đi anh, qua trước đi. Ai mua thì công chứng rút hồ sơ cho người ta luôn. Em về luôn nha. Không lọt rồi. Không lọt nó vướng cái cột. Xuống kia có chỗ gì không anh? Dạ cho chạy tới cho em xíu. Cái xe đó là em biết sao. Cái ảnh là anh mua lại. Anh không tua nhưng mà anh sợ là chủ cũ họ có tua, nhưng mà tua nhẹ. Hãng nó lịch sử thì cũng có vô thay nhớt thay đồ vậy thôi, nhưng mà mình nhìn cái mắt nghề của mình á.
nhìn mắt nghề của mình á, thì mình cứ cỡ khoảng xe này đâu anh nghĩ là phải 40-50 ngàn. Nó có nhiều chứ còn mà mấy trăm ngàn là thôi bỏ về luôn. Nhưng mà nó cỡ phải 40-50 ngàn á, nhiều lúc ảnh mua ảnh không biết. Lớp rin vẫn còn á, vẫn còn, nhưng mà với cái lớp như vậy, với cái độ mòn, với cái độ xẹp của ghế như vậy thì anh nghĩ nó phải tầm 50 ngàn. Chứ còn 100 ngàn thì không có, phải cỡ đó. Nhưng mà cỡ đó, giá cỡ đó được rồi, tầm đó. Rồi chứ giờ mà kiếm đâu ra được nữa. Thôi giờ em đi về nha, có xe bán thì liên hệ nha anh chị. Giờ chủ xe cũng dễ thương quá, giờ mua thôi chứ chê rồi ép giá rồi này nọ cũng mất hay, mất lòng em không thích vậy. Thấy cảm thấy có lời thì mua, ví dụ đẹp xuất sắc thì lời nhiều, còn mà đẹp mà vừa vừa hoặc là tương đối thì mình lời ít đi cũng đỡ nha. Về tới Sài Gòn rồi, Sài Gòn đẹp quá. Sài Gòn ơi, đây cầu Sài Gòn nè em nha. Đường đẹp không? Đẹp sao bằng đây được? Ui, nãy hoàng hôn mà nãy trăng nó tròn xe. Mặt trời tròn xe. Nhớ gửi tiền cà phê cho cái anh gửi mình cái xe anh. Có mấy cái xe mà mua được mà quên gửi cà phê cho người ta, nhiều người họ không phải là còi chuyên nghiệp em không? Ai? Có mấy cái xe. Có mấy người họ ngại không nhắc là mình trô qua là giống. Anh có một cái xe nào họ bình luận nó kêu mua được và chưa thấy cà phê nha em tỏ. Đôi lúc không phải là em mà. Nhưng mà khách hàng phải nhắc, nhiều lúc anh chị đừng có ngại nhắc nha. Anh chị mà vậy thì em nhiều lúc em mắc nợ, em mang nợ, gần như là mang nợ chứ đúng không? Anh em chỉ cho em, mà em mua em đi thì không nói, đây em mua em bán kiếm lời mà. Thì anh chị cứ phải nhắc, xe mua được chưa em, chưa là mình đã nhớ liền, đúng không? Xe mua được chưa cho em thôi, anh không cần nói nhiều, anh chị không cần nói nhiều. Xe mua được chưa em, xe có đẹp không là xong. Là em nhớ chứ nhiều lúc trôi, nhiều người gửi quá nó trôi anh chị. Không, chuyên nghiệp là họ nhắc, còn mà những người mà khách của anh giống như người lịch sự, người lớn, họ kêu có biết vậy thì mình không có nhu cầu mua thôi, chỉ nó mua được thì nó nhớ, nó gửi thì tốt, mà còn không gửi thì không sao. Nhiều người họ vô tư á. Nhưng mình làm vậy thành ra mình bị mắc nợ, mang nợ đó. Mang nợ là anh phải gánh. Con mình sau này phải gánh. Nên là thiệt, nên là phải nhiều, phải chú ý, nhắc mấy đứa chú ý, với lại khách hàng cũng phải. Đi lên đây là lên cua trái nha. Mình phải qua lên cua phải nếu mình đi thẳng chứ có bị phạt đó. Đúng rồi. Nhắc đến chuyện cà phê mới nhớ bữa mình có cái vụ án kia mình thắc cười. Mua của anh chị đó, mua xong xuôi hết rồi. Ảnh đúng là ảnh gửi hình cho mình rồi mình chốt giá, ảnh xuống là vô gặp vợ ảnh, hai bên thương lượng xong ra ký công chứng xong. Xong xuôi hết rồi đi về ảnh kêu ủa sao em quên gửi cà phê cho anh. Kêu ủa gửi cà phê gì vậy anh? Ảnh kêu là gửi cà phê cái xe đó. Chứ cái xe đó anh chỉ cho vợ anh bán mà, chứ đâu phải là xe của anh. Anh công an đứng nè. Anh công an Sài Gòn là tội nghiệp nhất á. Đứng điều phối giao thông rồi nắng nôi rồi cực khổ. Rồi anh mới nói là ủa anh chỉ cho vợ anh bán mà em gửi cho anh cà phê đi chứ. Chứ còn không có, anh chỉ cho người khác chứ đâu có bán cho em được. À dạ. Vậy là phải mất hai củ là anh chị. Dạ.